đến lúc này cảm xúc của em nó mới cảm giác như kiểu là bùng nổ đấy ạ. Vì đây là thành quả xứng đáng dành cho toàn đội. Vì từ đầu giải đến giờ toàn đội đã bỏ ra bao nhiêu công sức và cùng nhìn về một hướng, thì bây giờ đến lúc này đây mới là thành quả dành cho cả đội. Nhưng mà em mong sao bắt đầu từ một giải sau thì người hâm mộ thủ đô sẽ đến xem bọn em đông hơn ạ. Ở đây mục tiêu của làm bóng đá thực ra cũng chỉ làm cho người hâm mộ là chính.